thưa anh, chim bồ câu này được chăm sóc như thế nào? Với con chim bồ câu này đấy, thì hàng ngày mình chia ra cái chế độ chăm sóc như sau. Buổi sáng thì cho ăn vào tầm 8-9 giờ sáng. Và buổi chiều thì cho ăn vào tầm đến 2-3 giờ chiều. Khi mà cho ăn xong thì bắt đầu sau đó là mình mới quay ra mình kiểm tra lại toàn bộ các cái hệ thống máng ăn, máng uống. Và sau đó là kiểm tra về các cái hệ thống rổ đẻ cho chim. Xem là chim có đảm bảo là có đẻ trên rổ hay không. Hoặc là chim ấp kém thì mình nhặt trứng đó mình cho ra máy. Mình để mình ấp. Sau đó là mình khi mà chim nở ra, chim con nở ra thì mình lại nhặt chim con để mình ghép cho các cái đôi bố mẹ khác nuôi. Đối với những người mà mới nuôi chim bồ câu ấy, vậy thì giống thì mình nên chọn những con giống như thế nào? Đối với những người mới nuôi chim bồ câu đấy, thì mình khuyên là khi mà chọn con giống là thứ nhất là con giống phải trước tiên là phải khỏe mạnh, lông mượt và ngoại hình thì không có cái dị tật, chim đủ ngoắn, không mọc các nốt sần sùi. Chọn con chim mà nhanh nhẹn, không đứng ủ rũ, và để ý là khi mà phân chim mà nó thải ra là chim phân là phải đẹp, không có xanh trắng, không có ra nước, thì con chim đó là con chim khỏe mạnh để mà làm giống như con chim. Đối với thức ăn cho chim thì mình nên khuyến cáo bà con chọn những cái loại thức ăn như thế nào? Đối với thức ăn con chim bồ câu đấy thì trước tiên là thức ăn là phải đảm bảo là thức ăn sạch, không bị nấm mốc, không bị ẩm. Đấy, thì chim có thể ăn được cả hạt ngô hạt hoặc ngô vỡ, và cám công nghiệp thì nó có thể là cám vịt đẻ hoặc là cám gà đẻ. Đấy, với áp dụng với trang trại của mình thì mình cho ăn là 60-40, trong đó là cám là 40% và ngô vỡ là 60%. Phải dọn vệ sinh định kỳ, hàng ngày là phải quét dọn. Khi mà chim ăn xong là sẽ có những, nó sẽ làm vương vãi thức ăn nước uống ra sàn, thì mình phải quét dọn sạch sẽ. Còn vấn đề về xử lý phân chim ấy, thì hiện tại bây giờ mình đã áp dụng cái công nghệ men vi sinh, giảm thứ nhất là tiêu hủy phân chim ngay khi mà chim thải xuống khay và giảm mùi hôi tuyệt đối. Sắp sửa đến kỳ thu hoạch thì mình có lưu ý bà con những cái điều gì? Sắp sửa đến kỳ thu hoạch là hiện tại bây giờ là mùa nồm, tức là độ ẩm rất là cao. Lưu ý bà con là phải để ý thông thoáng chuồng trại, đảm bảo chuồng trại luôn luôn là khô ráo thoáng mát, không bị mưa tạt gió lùa, để đảm bảo cái con chim khỏe mạnh, đảm bảo cái chất lượng đầu ra cho con chim. Vâng, xin cảm ơn anh ạ.